Út Gồm xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái mẫu mới nè. Thì dạo này thì đồ Tết, cận Tết đồ thì rất là nhiều, nên mình sẽ cho ra nhiều cái mẫu mới lạ ha. Thì mình sẵn mình cắt đồ cho khách thì mình cũng tranh thủ cái thời gian mình chia sẻ cho các bạn những cái mẫu mới để các bạn có thể xem tham khảo ha. Các bạn xem video của mình thì nhớ bấm cho mình một lượt đăng ký nè, một lượt thích nè, hoặc là chia sẻ video để ủng hộ mình nha. Các bạn bấm đăng ký thì các bạn nhớ bấm chuông nha, để cập nhật những cái mẫu mới mà mình chia sẻ thì các bạn có thể biết rồi mình nhấn vô mình xem liền ha. Rồi bây giờ thì cũng như thường lệ thì mình vẽ cái thân áo cơ bản sẵn, rồi mình sẽ tạo kiểu trên cái thân áo cơ bản để tránh mất cái thời gian ha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cái mẫu áo là mẫu bâu đó, bâu sơ mi. Cái phần phía dưới thì thân kiểu bình thường thôi, thì cũng thân trước và thân sau. Bây giờ mình sẽ xử lý cái phần thân trước nha. Đây là cái thân áo cơ bản, cái mẫu áo này của một vị khách cũng tương đối là nhỏ con ha. Áo ngắn, kích có 82 à. Rồi, đây là cái thân trước, giờ mình sẽ tạo kiểu nha. Giờ đây là cái mẫu áo sơ mi đó, sơ mi kiểu. Cái phần phía dưới là mình không có xẻ gài nút gì hết, mình chỉ làm cái phần kiểu phía trên để mình gắn cái bâu sơ mi thôi. Thì mình sẽ lấy cổ nè, đầu tiên mình sẽ lấy ngang cổ vô 7 cm nha. Rồi hạ sâu cổ ở đây thì mình lấy 5 cm nha. Rồi mình gạch xuống đây, vô 7 xuống 5, rồi mình đánh ra như vậy. Mình đánh cổ tròn bình thường thôi. Mình sẽ cắt cái phần cổ này ra trước tiên nè. Cái này thì mình cũng phép cổ sơ mi bình thường thôi. Rồi đây là cái phần này ha. Rồi tiếp theo là mình sẽ xác định cái phần để mình hạ cái phần đôn. Mình gấp lưới ở đây nha. Mình sẽ phối lưới cái phần này. Thì mình sẽ phối lưới nhưng mà mình không có lót, để mình để lưới trống luôn. Thì mình sẽ gã cái phần đô sao cho nó nằm ngang trên cái phần ngực một xíu, để thôi nó bị sâu xuống dưới này quá, nó sẽ lộ cái phần ngực của mình dưới này, thì nó không được lịch sự lắm ha. Từ cái phần ngang vai mình sẽ lấy xuống là 16 cm nha. Rồi mình gạch ngang ở đây. Rồi ở đây mình sẽ lấy cái độ hở nè, độ hở của cổ phía trước nè. Nếu mà bạn nào thích cổ rộng á, hở nhiều á thì mình sẽ lấy sâu nha. Còn trung bình á thì mình ở đây mình lấy cơ bản thôi, mình sẽ lấy là 2 cm thôi nha. Mình sẽ cái phần này 2 cm nè. Rồi tiếp theo là mình sẽ cắt gã cái phần này ra luôn. Phần này mình giữ nguyên, mình làm dấu phía dưới này nha. Rồi mình để cái phần này riêng qua, mình xử lý cái phần này. Phần này mình sẽ cắt dọc theo cái đường mình xẻ 2 cm này ra. Phần này mình bỏ luôn, mình không có giữ lại nha. Rồi cái phần này mình sẽ sử dụng để mình gấp lưới nè. Tiếp theo mình sẽ lấy một cái phần nẹp 2 cm. Mình gã cái phần nẹp này ra luôn.
Phần này mình giữ lại để mình cắt cái phần nẹp nè. Phần này mình phối lưới thì mình sẽ cắt lưới mình thế vào nha. Ở đây mình sẽ sử dụng lưới hoa cúc nha. Sử dụng lưới đen luôn. Mình xếp phần lưới cũng gấp đôi nha. Mình cắt một lần hai bên luôn. Thì cái mẫu sơ mi này với lưới này thì cũng có một số bạn nhờ mình hướng dẫn ha. Thì bây giờ mình mới có thời gian sẵn mình cắt đồ cho khách đó, rồi mình chia sẻ cho các bạn cùng xem luôn. Rồi mình sẽ đặt cái phần đô này lên. Khi mình đặt lên đây thì mình nhớ mình chừa cái đường may nha. Mình sẽ chừa cái đường may nè, 2 cm nha. Ok, cái phần này mình sẽ chừa là 1 cm. Rồi, còn lại mình cắt giống như vậy nha. Rồi mình cắt xong cái phần này, mình để đây. Rồi bây giờ mình sẽ xử lý cái phần nẹp này luôn. Phần nẹp thì mình sử dụng dễ xui nha. Dễ xui gấp đôi. Mình sẽ cắt mình chừa cái đường may. Mình cắt mình gã cái phần nẹp này ra 2 cm. Thì bây giờ mình cắt mình bù vô 1 cm nha. Còn cái phần phía dưới này mình chừa 2 cm. Cái phần này phần trên cổ nè. Rồi cái phần này là cái phần mình cắt bù lại nha. Mình cũng chừa cái đường để mình may tương tự như cái phần lưới thôi. Đây mình sẽ gáp vô như vậy. Mình sẽ điều chỉnh cho hai cái phần này nó bằng nhau nha. Rồi mình cắt thêm một cái nẹp giống như vậy nữa nha. Rồi đây là hai cái phần nẹp mình cắt đối diện với nhau này. Để khi mình gấp lại mình may như vậy ha. Mình sẽ gấp cái đường may là 1 cm nè. Như vậy. Nó sẽ có cái độ hở ở đây nha. Độ hở khi nãy mình cắt ra bao nhiêu thì mình khi mình may mình sẽ cho nó hở ra bấy nhiêu nha. Rồi cái phần phía dưới này mình sẽ cắt cái phần dễ viền để mình viền ngang cổ nha. Rồi mình sẽ cắt cái sợi dễ viền 3 cm nha, để mình viền ngang cái phần cổ này. Rồi mình cũng có một cái lưu ý ở đây nha. Khi nãy là mình cắt cái phần hở cổ là 2 cm. Thì ở đây mình cũng nhớ làm dấu 2 cm ở đây nè. Mình làm dấu qua cái bề phải của thân áo luôn nha. Mình làm dấu như vậy. Để khi mình viền cổ xong á, mình sẽ đặt cái phần đô này lên đây mình gấp lại nè. Nó sẽ có cái độ hở như vậy.
hở 4 cm nha. Cái phần cổ này mình viền ha, mình viền ngang đây, rồi mình sẽ cắt một cái phần lưới để mình dúng dọc theo cái phần này tạo kiểu nha. Mình sẽ dúng rút hoặc là xếp ly dọc theo cái phần này. Mình cắt cái miếng lưới là 3 cm nha, gấp đôi. Mình sẽ cắt là 6 cm nha, tại vì mình không có cuốn lai mà mình sẽ bẻ gấp đôi cái phần lưới luôn. Giờ mình sẽ cắt một miếng lưới nè. Mình gấp đôi 6 cm, nhưng ở đây khi mình cắt là mình sẽ cắt 7 cm nha. Khi mình cắt xong mình sẽ nói tại sao mình phải cắt 7 cm trong khi mình gấp đôi thì có 6 thôi. Cái phần dúng gút hoặc xếp ly thì mình nên cắt dư ha. Cái độ dài gấp đôi của cái phần mình cần gút dúng đó. Rồi, đây là cái phần mình cắt nè. Mình cắt 7 cm. Mình nói là mình dúng một đường là 3 cm thôi, gấp đôi là 6, nhỏ ở đây mình sẽ cắt 7 để khi mình mai mình bóp nó lại như vậy. Ở đây mình sẽ sử dụng lưới gấp đôi mình dúng luôn ha. Mình không có cuốn biên hai bên, tại vì cái phần lưới mình cuốn thì nó cũng không có được đẹp ha. Đây. Mình sẽ cho cái phần giáp mí nó nằm phía dưới như vậy. Mình mai mình quay xuống phía dưới luôn. Như vậy. Mình cho nó giáp mí lại như vậy. Mỗi bên là 0,5 như vậy ha. Rồi là còn cái độ lớn là 3 cm nè. Là gấp đôi là 6 cm đó. Rồi bây giờ mình sẽ xử lý cái phần cổ sau. Cổ sau thì nó đơn giản ha. Tại ở đây mình sẽ gắn cái bao sơ mi lên đó. Thì mình cắt cũng như cái cổ áo sơ mi thông thường thôi. Cổ trước mình lấy vô 7 cm thì cổ sau mình cũng lấy vô 7 cm nha. Hạ cổ mình lấy 3 cm. Rồi mình sẽ đánh cổ tròn. Rồi cái phần phía trước á, mình gấp đôi lưới thì phía sau mình cũng gấp lưới luôn ha, mình tạo kiểu. Thì ở đây mình sẽ hạ đô nè. Hạ đô 16 ha. Tại ở đây mình sử dụng lưới mình không có lót nên mình hạ đô hơi cao. Mình hạ sâu quá nó hơi chống cái phần lưng á, nhiều vị khách người ta khó thì người ta không có chịu ha. Rồi, mình sẽ thay thế cái phần này bằng lưới nha. Mình làm dấu giữa cổ nè. Rồi mình cũng chừa đường mai 2 cm nha. Cổ và ngang vai thì mình cắt giống như cái phần vải thôi. Phần này mình bỏ nha. Đây mình sẽ gấp vô đây nè. Rồi, đây là cái phần thân sau. Đây là cái phần thân trước. Tiếp theo là mình sẽ cắt cái phần tay áo nha. Ở đây thì cái phần tay áo thì tay dúng bình thường thôi. Tay dúng băng bình thường thì mình cũng có hướng dẫn nhiều lần rồi, mình cũng nói nhanh ha. Rồi mình sẽ cắt cái phần tay dựa trên cái phần dòng nách của thân trước. Thì nách tay của mình ở đây là 17,5.
mình sẽ cắt dựa trên cái thông số 17,5 ha. Rồi mình sẽ cộng cái phần giống là 5 cm nè. Rồi mình sẽ lấy cái dài tay. Dài tay ở đây mình sẽ lấy là 13 cm nha. Rồi mình sẽ hạ nắp tay là 11. Mình sẽ vẽ phấn đỏ để cho dễ nhìn ha. Tại cái phần lưới này khó nhìn thấy đường phấn. Rồi ở đây mình lấy nắp tay là 17,5 đúng nè. Cái phần ống tay thì nhỏ hơn kích tay là 2 cm. Rồi ở đây nếu mà mình muốn cho nó có cái độ bồng lên nhiều một chút thì ở đây mình lấy lên 4 cm. Còn nếu như mà không thích bồng, giống đơn giản thôi, giống bình thường thôi, thì mình sẽ vẽ cái nắp tay ngay đây. Còn ở đây mình sẽ cho nó có cái độ bồng lên, bồng nhẹ ha, thì mình lấy lên 4 cm nữa. Rồi mình sẽ đánh cái phần nắp tay nè cho nó cao lên ha, nó bồng cao lên. Rồi mình sẽ cắt theo cái đường mình lấy lên 4 cm đó. Rồi như vậy là xong cái phần tay ha. Mình sẽ cắt cái phần băng tay dựa trên cái thông số mà mình đo được thôi. Rồi đây là cái phần băng tay mình cắt ha. Cái phần băng tay này thì các bạn cắt là dựa trên cái thông số của tay áo mà mình đo được ha. Rồi mình sẽ rút chúng cái phần tay này mình may vô. Bình thường thôi, cái mẫu tay này mình cũng có hướng dẫn nhiều lần rồi ha. Tay thì mình cắt 2 cái ha, còn băng tay thì mình cũng cắt thêm 1 cái giống như vậy luôn. Cái phần bâu áo thì mình cắt mình dựa trên cái vùng cổ mình đo được thôi ha. Thì bây giờ mình sẽ gấp cái phần cổ lại để mình đo. Đây là cái phần đô của thân trước, thân sau chứ, mình xin lỗi nha. Rồi đây là cái phần thân trước nè. Mình sẽ gấp nó lại. Cái đường vai thì mình chừa 1 cm, thì bây giờ mình đặt nó chồng lên 1 cm đều như vậy nha. Rồi. Đây là cái phần nẹp áo. Mình gấp vô 1 cm mình để như vậy không? Tương tự bên đây mình cũng đặt lên. Rồi bây giờ mình sẽ cắt dựa trên cái vòng cổ này để mình cắt bao ha. Mình sẽ đo, mình không có đo cái đường ngoài này nha, mà mình đo cái đường phía trong. Cách cái đường cắt của mình là 0,5 cm, mình đo đều theo. Rồi mình đo được cái vòng cổ là 37 nha. Vòng cổ 37 thì nó tương ứng với cái gập bầu sơ mi là gập bầu 35 ha. Thì mình cứ cắt theo cái gập bầu 35 thôi. Nếu mà bạn nào chưa có cái gập bầu sơ mi cắt sẵn thì mình sẽ gắn cái phần cái video mà hướng dẫn cắt cái bầu sơ mi đó.
với cái đường mô tả ha. Các bạn nhấp vào đó xem để mình cắt được cái bâu. Còn bạn nào có cái phần gập thì mình lấy cái phần gập ra mình cắt. Gập bâu 35 ha, là vừa với cái cổ áo này luôn. Rồi như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn rất là chi tiết cái cách cắt được cái mẫu áo này ha. Áo kiểu nhưng mà có gắn bâu sơ mi, phối lưới trên đô. Cái mẫu áo này thì trẻ tuổi bạn cũng được, mà trung niên thì bạn coi cũng được ha. Nó phù hợp với nhiều lứa tuổi. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Chào tạm biệt các bạn.